Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào tất cả anh chị em. Chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa chưa anh chị em? Hôm nay tôi chia sẻ một đề tài tôi nghĩ là rất khích lệ chúng ta. Tôi muốn nói về Chúa là đấng chăm sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hôm trước tôi có nghe một cái người thân của tôi ấy, cũng làm doanh nghiệp, đi họp và gặp các đối tác làm ăn của mình về. Và rất là, có thể nói là gì, rất là xót xa. Khi nói là có nhiều những người bạn đối tác trước kia thì là doanh nhân này, doanh nhân nọ. Ngày nay thậm chí không có tiền để đóng học cho con đi học nữa. Thậm chí vợ bị bệnh mà mua thuốc như vậy mà bây giờ không có tiền để mua thuốc nữa. Nên đấy là thực tế bên ngoài đời sống chúng ta. Xung quanh chúng ta biết rất nhiều những người thời gian qua khi bất động sản mà nó đóng băng như vậy. Có những người thậm chí còn đi vay tiền để mà đầu tư này đầu tư kia. Thậm chí bây giờ lãi suất cao như vậy, thực sự gánh thật sự là khó. Có những người nói là chị em chỉ ước ao bây giờ vợ chồng em đi làm công nhân. Sáng đi tối về có bữa ăn khỏi phải nợ nần như thế này là sướng lắm rồi. Rồi anh chị em ấy, bên ngoài ấy, chúng ta biết nhiều những tập đoàn phá sản. Nhiều những tập đoàn người ta gọi là lừa đảo. Và thậm chí tôi đọc thấy có những nơi mà khoảng 30 ngàn tỷ, có những tập đoàn thì là khoảng chục ngàn tỷ. Còn biết bao nhiêu tập đoàn mà chưa bày lộ ra như vậy. Và chúng ta thử tưởng tượng đứng sau đằng đó là hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn những con người. Và có những người là tất cả những tiền mà có thể là tích cóp cả đời, bây giờ mất sạch. Có những người cầm cố nhà cửa cho những người đi vay nợ. Đúng là thực sự chúng ta nhìn thấy rất là kinh khủng. Thế chính vì vậy mà bên ngoài nó mới sinh ra nhiều những cái hội gọi là hội vốn vớ nợ làm liều đó. Chúng ta biết có những hội như vậy đúng không ạ? Có những hội như vậy. Nên không ít những con người mà bây giờ chúng ta thấy là họ thực sự lâm vào cảnh vô vọng. Thậm chí ngay cả con cái Chúa nhiều người cũng rơi vào cái chuyện mà cực kỳ áp lực và thậm chí vào cảnh bế tắc. Nên chính vì vậy ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cái chân lý này. Nếu mà chúng ta tin chân lý này, chúng ta tiếp nhận chân lý này, tôi xin nói là nó có thể mở cửa cho chúng ta, mở lối cho chúng ta. Bởi tôi tin là không có thử thách, không có cám dỗ, không có hoạn nạn nào mà vượt quá sức của chúng ta như lời Chúa nói. Và nếu chúng ta có gặp những hoàn cảnh như vậy, Đức Chúa Trời có thể mở lối cho chúng ta để chúng ta chịu được và có thể vượt qua. Amen anh chị em. Nên anh chị em nói người bên cạnh là Chúa có thể mở lối cho bạn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn kinh thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký. Đoạn 34 từ câu 5 đến câu 9. Ở đây nói về dân Israel. Chúng ta biết dân Israel vốn là một dân cứng cổ đó. Chúa nói là dân đó là dân cứng đầu. Mà họ lại phạm tội rất nhiều với Chúa. Thậm chí trước đó chúng ta thấy, trước cái đoạn này chúng ta thấy họ vừa làm con bò bằng vàng. Và Đức Chúa Trời đã nổi giận. Và thực sự họ đã bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Anh chị em, một ngày 3.000 người bị giết hại bởi chính tay anh em mình nhé. Anh em, cái vụ mùng 7 tháng 10 vừa rồi, hơn 1.000 người Do Thái bị giết đó. Chúng ta thấy là một cái gì đó kinh hoàng. Nhưng đây là 3.000 người lại bị chết bởi chính tay anh em mình. Và thậm chí Chúa còn nói là gì, ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa. Bởi các ngươi là một dân cứng cổ. Nếu ta đi cùng, ta sẽ nổi giận và chắc sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi luôn. Và anh chị em ạ, Môi-se chắc chắn là cũng rất mệt mỏi. Không biết tương lai như thế nào. Và ông cầu xin Chúa cho ông biết, cho ông thấy vinh hiển hay là thấy chính Chúa. Ông muốn biết Chúa là đấng thực sự như thế nào. Và trong Xuất đoạn 34 ở đây chúng ta thấy là Chúa bày tỏ cho Môi-se như thế nào nhé. Xuất 34 từ câu 5 đến câu 9 này. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng bên Môi-se và xưng danh Ngài là Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời. Môi-se vội vàng cúi đầu xuống đất và thờ phượng. Ông thưa lạy Chúa, nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin Chúa cùng đi với chúng con, dù đây là một dân tộc cứng cổ. Xin Chúa tha sự gian ác và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp Ngài.
Anh em ạ, Chúa bày tỏ cho Môi-se về chính Ngài. Dù rằng Chúa cũng nói Ngài là Đức Chúa Trời công chính thánh khiết, chắc chắn là gì, những kẻ có tội có phải gánh cái sự phạt đó. Nhưng rõ ràng cái điều mà Chúa bày tỏ cho Môi-se đây ấy, lại nhấn mạnh về Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, Đức Chúa Trời đầy ân huệ, Đức Chúa Trời tha thứ, Đức Chúa Trời chậm giận, Đức Chúa Trời yêu thương đến ngàn đời. Và khi nhận biết được điều này, Môi-se vội vàng cúi đầu xuống, sấp xuống mà thờ phượng Đức Chúa Trời và cầu xin là xin Chúa đi cùng chúng con, xin Chúa đi cùng chúng con, xin Chúa nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Để nói quý vị anh chị em, khi chúng ta gặp những hoàn cảnh, mà kể cả những hoàn cảnh khốn khó, dù hoàn cảnh đó do lỗi lầm của người khác hay thậm chí là tội lỗi của chính chúng ta nhé, thì cũng đừng quên Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Ngài không trách móc chúng ta đâu, đã làm như vậy thì ráng mà chịu, mà Chúa luôn luôn chăm sóc cung ứng cho đời sống chúng ta anh em. Bởi vì đây là chân lý mà chúng ta thấy xuyên suốt trong Kinh Thánh, từ trong sáng thế khi Chúa tạo nên con người, trước đó Chúa đã tạo nên tất cả mọi sự đều tốt lành, và Chúa đặt con người trong sự tốt lành của Ngài. Anh em, khi Chúa tạo nên con người, Đức Chúa Trời muốn làm nguồn của con người nhé. Chúa không muốn con người trông cậy vào ai khác ngoài Ngài, bởi Chúa muốn là nguồn duy nhất của con người, còn tất cả những khác chỉ là con kênh mà thôi. Nên thậm chí Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời còn yêu chúng ta đến nỗi ghen tuông. Nên Chúa không muốn chúng ta thờ các thần tượng, Chúa không muốn chúng ta trông cậy vào con người, bởi vì Chúa muốn là nguồn cung ứng cho đời sống chúng ta. Và anh chị em ơi, cái chân lý này, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, Đức Chúa Trời nhân từ thương xót, đây là chân lý mà Satan nó tấn công mạnh nhất. Nên ngay trong vườn địa đàng ấy, chúng ta thấy ma quỷ nó đã cám dỗ con người. Là dường như nó, cái ý nếu chúng ta đọc cái sự cám dỗ của Satan, dường như nó muốn nói với con người là gì? Là Đức Chúa Trời, cái trái cây này tốt lắm, trái cây này tuyệt vời lắm, nhưng Đức Chúa Trời muốn hạn chế các ngươi, Đức Chúa Trời giấu các ngươi, Đức Chúa Trời không muốn các ngươi được hưởng điều đó. Nên chính vì vậy nó gieo cái sự nghi ngờ vào cái sự tốt lành, sự nhân từ của Đức Chúa Trời, và điều đó khiến con người phạm tội. Anh chị em ạ, Chúa Giêsu khi Ngài giáng thế trở thành con người, thực ra một trong những mục đích giáng thế của Chúa Giêsu, và tôi tin đó là một mục đích chính đấy, đó là Chúa Giêsu bày tỏ cho con người biết Đức Chúa Trời là cha tốt lành của con người. Và Chúa Giêsu bày tỏ điều đó bằng lời nói của Ngài, bằng việc làm của Ngài, và bằng chính sự chết của Ngài trên thập tự giá. Nên hỡi quý vị anh chị em, đừng bao giờ quên chân lý này nhé. Hãy nói người bên cạnh là Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng thương xót. Chúng ta xem cùng nhau xem một câu Kinh Thánh trong một sách Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7. Bởi vì Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nên Chúa chăm sóc cho đời sống chúng ta, Chúa cung ứng cho chúng ta. Và Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7 có nói như thế này: là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Ở đây nói là Ngài luôn chăm sóc anh em. Anh chị em, đối với tôi đây là câu Kinh Thánh mà thực sự là rất quý giá. Bởi vì cái câu Kinh Thánh này dành, mặc dù dành cho tất cả con dân Chúa, nhưng câu Kinh Thánh này nó đã trở thành một cái lời sống đối với tôi. Khi tôi chuẩn bị học xong đại học bên Nga, và lúc đó tôi biết Chúa kêu gọi tôi ở lại Nga để học trường Kinh Thánh, để tập tành hầu việc Chúa. Nhưng tôi đứng trước cái đối diện là sau khi học xong mình sẽ ở đâu? Bây giờ nhà trường cấp cho mình phòng sinh viên ở, bây giờ tự mình phải kiếm cái đó. Trước kia mình có hộ khẩu hợp pháp tại Nga, bây giờ hết thời hạn rồi, muốn ở lại phải bỏ tiền ra mới có hộ khẩu hợp pháp tại Nga. Trước kia mình có học bổng, mặc dù cũng không đáng bao nhiêu đâu, nhưng rõ ràng bây giờ không có. Rồi bây giờ mình phải tự kiếm việc làm để cung ứng cho mình đi học trường Kinh Thánh và tập tành hầu việc Đức Chúa Trời. Và anh em, đối với tôi đó là cái gánh nặng. Bởi vì quá khứ tôi chỉ biết học hành thôi, thì đâu có biết đi lao động, đâu có biết đi làm ăn đâu. Và bây giờ đứng trước cái sự bối rối lo lắng như vậy. Và anh em, tôi nhớ cái Tết mà sau mấy tháng sau là tôi sẽ tốt nghiệp, trong khi mọi người ăn uống vui vẻ trong cái dịp Tết đó, thì tôi đã phải dành thời gian để kiêng ăn cầu nguyện trong mấy ngày Tết đó. Tôi đã nói với Chúa tranh đấu về cái tương lai sẽ như thế nào. Và chính cái lời Chúa nói với tôi, cái câu Kinh Thánh này, và đặc biệt cái điều mà Chúa nhấn mạnh, Chúa bày tỏ cho tôi biết là Ngài là đấng hay săn sóc.
Chúa là đấng chăm sóc cho tôi. Nên chính vì vậy tôi muốn nói với tất cả quý vị anh chị em, Chúa cũng là đấng chăm sóc bạn trong mọi hoàn cảnh. Amen anh chị em. Nên hãy tiếp nhận chân lý này, bởi vì chân lý này không phải là chân lý dành cho một cá nhân nào đó, mà dành cho tất cả chúng ta. Nên đặc biệt những ai đang đối diện với những sự thách thức, những cái sự đe dọa, những cái nỗi lo, sống bằng gì, sống ở đâu, công việc thế nào, bởi vì bạn mới mất việc chẳng hạn, hoặc nuôi gia đình ra sao, kiếm đâu những món để mà trả nợ, để duy trì công ty, thì hãy tiếp nhận chân lý này. Đức Chúa Trời là đấng luôn chăm sóc. Và anh chị em, cái từ mà Ngài luôn chăm sóc ở đây ấy, cái động từ này là động từ nó thể hiện tại, thậm chí có thể nói là hiện tại tiếp diễn. Có nghĩa là Ngài luôn luôn chăm sóc anh em. Ngài đang chăm sóc anh em, tương lai Ngài tiếp tục chăm sóc anh em. Cái câu Kinh Thánh này nói đến Đức Chúa Trời chúng ta, cái bản chất của Ngài là Ngài sẵn lòng, Ngài muốn và Ngài có khả năng để chăm sóc đời sống chúng ta. Anh chị em ạ, dường như là vì tình yêu của Ngài mà đây giống như là nhiệm vụ của Ngài, vinh hạnh của Ngài để được chăm sóc chúng ta. Nên nếu chúng ta để Chúa chăm sóc chúng ta, nếu chúng ta để Chúa cho phép Chúa làm điều này, tôi xin nói, chúng ta sẽ nếm trải sự cung ứng, sự chăm sóc, sự giúp đỡ của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Anh chị em, tôi nhớ là sau khi tôi được báp têm bằng Đức Thánh Linh ấy, anh chị em, lúc đó tôi cầu nguyện rất nhiều, bởi tôi nghe những người chia sẻ, giả sử như mục sư Châu ông viết trong những quyển sách của ông về Đức Thánh Linh. Và tôi rất mong muốn để làm sao tôi đồng đi với Thánh Linh của Chúa. Và anh chị em ạ, sau khi báp têm Thánh Linh, tôi đã cầu nguyện nhiều ngày liền cho điều đó. Và tự nhiên đó là lần đầu tiên khi tôi theo Chúa, tôi nhìn thấy giống như một cái sự hiện thấy. Chúa cho tôi nhìn thấy cả cái đường đời của tôi. Tôi nhìn thấy một con đường thẳng tắp. Nhưng có điều rất kỳ lạ. Tôi thấy, thực ra tôi không phải thấy hình hài, nhưng tôi biết rất rõ ràng là Đức Thánh Linh Ngài đang ở bên cạnh con đường đó. Tôi thấy Ngài sẵn lòng để mà giúp tôi đi theo con đường đó. Và Chúa nói với tôi là con hãy để ta tham gia vào cuộc đời con, để ta dẫn dắt con đi theo con đường này. Anh chị em, trước kia tôi cứ nghe người ta nói là Đức Thánh Linh là đấng dịu dàng, Đức Thánh Linh là đấng nhân từ giống như là chim bồ câu. Lúc đó tôi mới hiểu thực sự Ngài là đấng như vậy. Thế đúng là Ngài là đấng Parakletos, có nghĩa là đấng được kêu gọi đến để giúp đỡ chúng ta. Thế nên anh em, Chúa mong muốn điều đó. Đó là nhiệm vụ của Chúa. Chúa có năng lực để làm điều đó. Nhưng cái vấn đề chúng ta có để Ngài làm điều đó hay không. Anh chị em ạ, thậm chí tôi muốn nói như thế này. Chúa nhân từ, Chúa thương xót, Chúa yêu thương chúng ta hơn cả cha mẹ chúng ta đối với chúng ta, hơn bất cứ con người nào đối với chúng ta. Và cũng vì Chúa muốn chăm sóc, muốn cung ứng cho đời sống chúng ta như vậy, nên đôi khi Ngài đưa chúng ta đến cái sự nhận thức là chúng ta cần điều đó. Để qua đó chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta đến với Chúa để Chúa có quyền hợp pháp để ban cho chúng ta. Bởi Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ xâm phạm cái quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Chúa không giống như bố mẹ, đôi khi chúng ta muốn cho con chúng ta bắt nó phải ăn, bắt nó phải mặc, đúng không? Đôi khi tôi thấy có những đứa con ấy, con nhỏ vừa chảy nước mắt, bắt phá miệng ra ăn. Nhiều bậc bố mẹ bây giờ giả sử nhánh lớp của con gái thì thôi rồi, chắc là quần áo lòe lòe xanh đỏ tím vàng. Nhiều gia đình như vậy đấy, mua con nó không mặc, nó không thích, nhưng chúng ta bắt nó phải thích. Nhưng Chúa thì không, Chúa tôn trọng quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Nên nếu chúng ta nhìn, ví dụ Adam là con người mà đầu tiên Chúa tạo dựng nên, đúng không? Khi Chúa tạo nên Adam, tôi cả tưởng tượng là Adam lúc đó là tung tăng tung tẻ trong vườn Eden, đúng không? Thực sự rất là vô tư, rất sung sướng khám phá cả thế giới mà Chúa tạo nên. Nhưng anh chị em, ba ngôi Đức Chúa Trời lại nhìn nhau. Chúa nói, còn loài người, tất cả con người, nguyên bản là Adam ở một mình không tốt. Anh chị em, đó không phải là điều mà Chúa nói với Adam nhé. Đó là ba ngôi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau đấy. Nên anh chị em, hôn nhân của con người cực kỳ quan trọng. Đến mức phải ba ngôi Đức Chúa Trời họp bàn với nhau. Nên đừng coi thường hôn nhân nhé, anh chị em nhé. Đừng coi thường hôn nhân. Và ba ngôi Đức Chúa Trời nói với nhau, loài người ở một mình không tốt. Nhưng mà Adam đâu có biết điều đó. Anh chị em, Đức Chúa Trời phải đưa Adam đến cái sự nhận thức là ông cần cái điều đó. Nên tôi muốn nói với các bạn trẻ đây, muốn có gia đình phải nhận thức được cái điều đó. Đến lúc cần thật sự.
Anh em, Chúa cho Adam nhận thức bằng cách nào? Chúa đã tạo nên các loài vật đưa đến trước mặt Adam để Adam đặt tên. Có phải không anh chị em? Anh em tưởng tượng Adam đặt tên mất bao nhiêu ngày ạ? Nhiều ngày đúng không? Không phải là chỉ mình đọc câu kinh thánh câu trước câu sau chắc là một tiếng đồ sau, không. Rất nhiều ngày. Anh chị em tưởng tượng có bao giờ anh em làm cái điều gì đó lặp đi lặp lại nhiều ngày, nó trở thành ấn tượng rất mạnh trong anh chị em. Có phải không anh chị em? Bởi quá khứ tôi đã từng buôn đô la. Thực ra không nhiều lắm. Nhưng có giai đoạn mà đếm tiền nhiều quá, đến lúc mà ngủ mà cứ thấy xanh xanh ở trên đầu mình. Có số không? Tôi đã đặt tên hàng tháng trời như vậy. Và đến lúc một cái điều rất ấn tượng, rất sâu sắc với ông, là tất cả các loài đều có đôi. Ô, tại sao mình lại có một mình? Mọi loài đều có đôi, còn mình có một mình. Dường như ông cất tiếng than thở. Tôi tin đó là sự kêu cầu của ông với Chúa, là Chúa ơi, tại sao tất cả các loài Chúa tạo dựng nên đều có đôi, còn con thì một mình? Và anh em, đó chính là cái cơ sở pháp lý hợp pháp để Đức Chúa Trời chăm sóc cho ông. Amen anh chị em. Và Chúa đã làm cho ông ngủ mê nhé. Có nghĩa là ông rất bình an. Nên tôi xin nói là nếu bạn cầu nguyện Chúa mà sau đó bạn vẫn mất ăn mất ngủ để tìm bạn đời, tôi xin nói chưa ăn chưa xong. Cái đó chưa phải là trong trạng thái để nhận được phép lạ từ đấy Chúa. Suốt ngày sợ ấy, tránh về quê. Đủ các kiểu. Tôi biết nhiều bạn sợ về quê, sợ gặp bố mẹ, sợ gặp người khác, suốt ngày chất vấn bao giờ lấy chồng, bao giờ lấy vợ. Và bắt đầu khiếp đảm. Đức Adam ông kêu cầu Chúa và hoàn toàn mê quên bé cái điều đó. Anh em, tôi đã từng như vậy đấy. Khi mà cầu nguyện với Chúa rồi, tự nhiên mình quên bé cái đó. Cũng giống như khi mà Chúa nói với tôi dâng cái chuyện sắp tới con sẽ sống bằng gì khi ở lại học trường Kinh Thánh, khi ở lại học với Chúa. Tự nhiên tôi quên bé mất cái đó đi. Khi mà sau cái ngày Tết đó tôi cầu nguyện, tự nhiên tôi quên đi. Và anh em, đúng một năm sau tôi mới sực tỉnh. Ô, hóa ra năm qua mình học xong, bây giờ mình vẫn có hộ khẩu hợp pháp tại Nga, mình vẫn có nhà ở, mình có công ăn việc làm, mình học trường Kinh Thánh, mình tập tành hầu Chúa. Đúng là Chúa chăm sóc cho mình thật. Nên anh em, Adam ngủ mê và tỉnh dậy thấy Eva xuất hiện trước mặt. Nên hỡi anh chị em, Chúa có thể đưa bạn đến cái sự nhận thức về cái điều bạn cần để Chúa chăm sóc cho bạn, bởi vì Chúa yêu bạn lắm. Chúa muốn những điều tốt cho bạn hơn là chính bạn cho bản thân mình, hơn bố mẹ, hơn bất cứ người nào. Tôi muốn nói với anh em thế này nhỉ? Thực ra khi nói về niềm tin ấy, thì đa số con dân Chúa, ngay cả những người không tin Chúa mà họ tin có ông trời, thì ai cũng tin là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Có phải không anh chị em? Chả có gì khó với Chúa cả. Đấng tạo dựng nên cả trời đất muôn loài vạn vật này thì có gì khó với Chúa? Cái nan đề của bạn là cái gì đâu? Có phải không anh chị em? Kinh Thánh nói là thậm chí là gì? Thực sự bằng ngón tay Chúa mà Chúa tạo nên cả cõi vũ trụ này, có phải không anh chị em? Bằng một ngón tay nhé, không cần bàn tay, một ngón tay Chúa thôi. Anh em, dưới con mắt của Chúa, Kinh Thánh nói ấy, là trái đất này nó giống như một mảy bụi, đúng không? Mà theo ngôn ngữ của những người trong Cựu Ước ấy, Chúa ví mảnh bụi là cái gì nhỏ nhất mà mắt con người nhìn thấy. Còn thực sự dưới con mắt của Chúa, nó còn nhỏ nhỏ hơn rất nhiều. Anh em tưởng tượng trên cái trái đất này, đất nước Việt Nam chúng ta quá bé so với trái đất, có đúng không anh em? Ở Việt Nam này, Hà Nội quá nhỏ. Hà Nội này nó có một cái nhà trọ đâu đó, nó thực sự là không biết soi kính gì mới nhìn thấy. Trong đó lại có một người con của Chúa tên là ABC gì đó, với cái nền đề bé teo này. Thế mà mình cứ nghĩ là chết đến nơi rồi. Anh em, các thiên sứ trên trời nhiều khi ôm đầu, ôi, hoàng tử công chúa của Đức Chúa Trời. Nó cứ kiểu như là không có niềm hy vọng gì cả. Nên hỡi quý vị anh chị em, đa số chúng ta đều tin Đức Chúa Trời toàn năng. Nhưng cái vấn đề là người ta có tin Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng muốn chăm sóc, Chúa có muốn hay không? Giống như câu chuyện mà người phung ấy, người bị bệnh hủi đó, đến với Chúa Giêsu, người đó nói là gì? Nếu Chúa muốn, Ngài có thể khiến tôi được lành. Có nghĩa là đức tin của người này là Đức Chúa Trời có thể làm điều đó, Chúa có thể làm chữa lành cho ông được. Nhưng cái vấn đề là thắc mắc là không biết Chúa có muốn hay không. Nên đấy, cái vấn đề trong niềm tin của con cái Chúa nhiều khi nó bị cái điều như vậy đấy.
Anh chị em ạ, rất tiếc là không ít con cái Chúa không biết Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng chăm sóc cho mình trong mọi khía cạnh đời sống chúng ta. Thậm chí nhiều nơi còn nghĩ là bệnh tật này Chúa giáng cho đấy, hoạn nạn này Chúa cho mày bài học, cho mày biết tay, mày làm thì mày đi mà chịu. Anh chị em ạ, Chúa chúng ta không phải là đấng như vậy. Nên vì vậy hãy tin Chúa là đấng tốt lành. Amen anh chị em. Nên nếu bạn nhận biết chân lý này là Đức Chúa Trời quan tâm đến bạn, Đức Chúa Trời đếm từng sợi tóc trên đầu bạn, Chúa nhân từ, Chúa là đấng tốt lành, lúc đó bạn mới có thể tin cậy để trao sự lo lắng mình cho Ngài. Anh chị em, một cái bản dịch khác nói lên tâm trí hãy quẳng sự lo lắng của mình cho Chúa, hãy ném cho Chúa. Bây giờ cứ tưởng tượng giống như đứa nhỏ nó đi học lớp 1, lớp 2 về đó. Đi về tự nhiên cô giáo nói là mai phải nộp bao nhiêu tiền đấy, tiền học, tiền đóng gì đó. Nó vô tư nó về nói bố mẹ, bố mẹ ơi mai phải bỏ bao nhiêu tiền đóng học cho con. Rồi nó liếc bén cái nan đề đó cho bố mẹ đó. Bắt đầu nó chạy ra đá bóng, chả quan tâm gì cả. Anh em, Chúa muốn chúng ta như vậy đấy. Chúa muốn chúng ta vô tư như vậy, quẳng cho Chúa. Đừng lo lắng, khước từ sự lo lắng, trao cho Chúa. Anh chị em ạ, thực sự là Chúa muốn chăm sóc cho đời sống chúng ta. Nên vì vậy, câu Kinh Thánh mà tôi đọc vừa rồi đấy, hãy trao mọi sự lo lắng cho Chúa. Nên dường như Chúa nói hãy trao những điều đó cho ta, để ta chăm sóc cho con. Anh chị em, khi nói đến Chúa chăm sóc, đừng chỉ nghĩ là Chúa quan tâm đến những điều thuộc linh. Tất nhiên là Chúa quan tâm đến thuộc linh rồi. Cũng đừng chỉ nghĩ là Chúa cái gì mang tính rất trừu tượng. Các nhiều người tin Chúa mang tính rất trừu tượng, không áp dụng đức tin ra những điều thực tế trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng tôi tin là Chúa quan tâm đến những điều rất cụ thể, những điều liên quan đến cả chuyện ăn uống của bạn, thậm chí nợ nần bạn đang phải gánh, những gánh nặng cụ thể, kể cả về tài chính vật chất nhé. Anh chị em biết không, có lần này, tuy nhiên trong lần cầu nguyện, tuy nhiên tôi hỏi Chúa, tôi cũng hỏi giống như Môi-se này, Chúa cho con biết Chúa thực sự là đấng như thế nào. Thế nhưng hôm đó là thực ra tôi nhận một cái sự bày tỏ rất kỳ lạ. Chúa không bày tỏ cho tôi Ngài quyền năng ra sao, tình yêu của Ngài cao siêu thế nào. Mà tự nhiên hôm đó Chúa lại nói với tôi điều này ấy. Ta là Đức Chúa Trời, ta không thích đồ giả. Ta là Đức Chúa Trời, ta không thích những đồ dở, ngoài bóng loáng nhưng bên trong nó không thật phải như vậy. Anh chị em, tại sao Chúa bày tỏ cho tôi điều này? Bởi vốn tôi là người thực sự sống, tôi sống đơn giản. Tôi không chả cần hàng hiệu gì cả. Chả cần những điều đó. Rồi nhiều khi tư tưởng của mình cũng là tư tưởng nghèo đó. Nên vào cửa hàng anh em biết cái chỗ nào mà mình, bản thân tôi thích ngắm nhất không ạ? Chỗ hàng hạ giá đó. Đâu vào cửa hàng cái chỗ hàng sale là người nó lôi cuốn mình nhất. Chính thế mình dễ bị lừa, nhiều khi thực sự hàng nó chỉ giá như vậy, nó nâng lên khoảng gấp đôi xong nó lại bảo giảm giá, giá cho 50%. Cuối cùng là mình bị lừa. Nên mình toàn thích những cái đồ đó thôi. Và anh chị em ạ, tự nhiên hôm đó tôi nói với vợ tôi là em ơi, Chú lại hôm nay bày tỏ cho anh điều rất kỳ lạ. Và tôi nói ủa sáng nay em vừa đi ngắm cho anh một đôi giày cũng đẹp đấy, nhưng mà thấy hơi nhiều tiền. Nhưng khi tôi nói điều đó thì vợ tôi quyết định dẹp luôn, đi mua luôn cho tôi đôi giày. Thế kết quả đầu tiên được luôn đôi giày. Anh chị em ạ, kể đây tôi nhìn thấy là tất cả những gì tôi có, nó thực sự là như vậy, đều là Chúa ban cho. Hôm nay không phải là cố tình, nhưng mà tôi nhìn thấy tất cả trên người tôi, từ đôi giày, từ thắt lưng ra, từ bộ quần áo, từ caravat, từ cả áo vest, từ cái máy tôi làm việc, từ phương tiện tôi đi, từ nhà tôi ở. Tất cả Chúa cho tôi một cách siêu nhiên. Thực sự là Chúa cung ứng. Đôi khi tôi còn cảm thấy là gì? Nhiều khi là giống như Chúa ép mình nhận vậy. Anh chị em, tôi có một cái iPad cũng rất là tốt nha. Nhưng tự nhiên có người bảo thôi dẹp dẹp cái đó đi, dùng cái này. Cái này không phải ít tiền nha anh chị em nhé. Rất nhiều cái là dường như tôi bị Chúa ép. Giống như là gì? Tôi nói với Chúa là Chúa con như vậy là được rồi. Nhưng mà Chúa nói là không, ta muốn cho con điều tốt hơn kìa. Nên thực sự Chúa là đấng rất tốt lành. Hãy nói người bên cạnh nha, bạn chưa nếm trải, bạn sẽ nếm trải đấy. Nên chính vì vậy, tôi muốn nói với quý vị anh chị em thế này.
là Ngài là đấng mà sẽ chăm sóc cho bạn trong mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh khốn khó nhất. Như tôi đã nói đấy, thậm chí hoàn cảnh đó do sai lầm của người khác đưa bạn đến, hoặc là sai lầm của chính bạn. Anh em, tất nhiên đời sống chúng ta có những lúc chúng ta sai lầm, mà vì sai lầm đó mà chúng ta sa vào những hoạn nạn. Nhưng tôi nói thật là cái sai lầm của chúng ta cũng không lớn hơn ân điển của Đức Chúa Trời đâu. Đôi khi Chúa cho phép hoạn nạn xảy ra để chúng ta dạy được những, được học được những bài học mà tiền không bao giờ mua được. Amen anh chị em. Tôi nói thực sự là đôi khi chúng ta gặp hoạn nạn, chính chúng ta phải xem lại chính mình. Ồ Chúa ơi, con có điều gì sai trong chuyện này không? Có điều gì con không đúng chăng? Hay là động cơ lòng con có điều gì sai trong chuyện này? Anh chị em ạ, chúng ta phải giống như kỳ thi, chúng ta phải trả thi thì mới được lên lớp, có đúng anh chị em? Nên có những người mà không trả thi được thì lần sau lại vấp lại điều đó. Nên đôi khi nếu chúng ta chịu học mà chúng ta học được nhanh ấy, thì thoát khỏi nan đề nó càng nhanh chóng hơn. Trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước có một câu chuyện cũng rất hay, đó là tiên tri Eli trong nạn đói. Nếu anh em quan tâm, anh em có thể đọc về nhà đọc sách Các Vua 1 đoạn 17. Anh chị em ạ, cả xứ sở Israel lúc đó gặp cái nạn đói, nạn hạn hán là 3 năm 6 tháng, có đúng anh chị em? Và thực sự nạn đói đến. Và nạn đói đến là vì cớ gì? Vì cớ sự vô đạo của nhà vua, có phải không anh chị em? Và không chỉ vô đạo của nhà vua mà tội lỗi của cả dân Israel. Và lúc đó tất cả dân Israel ngoại trừ 7.000 người. Eli nghĩ là chỉ một mình ông thôi, nhưng mà Chúa nói còn 7.000 người nữa, là không quỳ gối trước ba anh. Có nghĩa là tất cả dân còn lại đều chối bỏ Chúa thật thần tượng. Nên vì vậy tai họa đã đến với đất đó. Và anh chị em ạ, khi mà nạn đói xảy đến xứ sở thì có là tiên tri của Đức Chúa Trời cũng gặp hoạn nạn đó, có phải không anh chị em? Nên thực ra chúng ta là một phần trong cộng đồng. Khi mà cộng đồng, khi đất nước gặp khó khăn, chúng ta cũng phải gánh lấy một phần nào đó đó. Thế chính vì vậy Kinh Thánh mới nói là gì? Chúng ta cần phải tìm cầu sự thịnh vượng, sự bình an cho thành mà Chúa đầy chúng ta đến, hoặc là cái thành chúng ta ở. Bởi sự bình an, sự thịnh vượng của nơi đó sẽ là sự thịnh vượng của chúng ta. Thế chính vì vậy chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho đất nước, cho cộng đồng là như vậy đó. Amen anh chị em. Chúng ta cần cầu nguyện cho Hội Thánh nữa. Bởi chúng ta là một phần trong đó. Nếu Hội Thánh được phước, bạn sẽ được phước. Nếu đất nước được phước, bạn sẽ được phước. Nếu cộng đồng được phước, bạn sẽ được phước. Và anh chị em ơi, tiên tri Eli cũng gặp khó khăn. Và thậm chí tiên tri Eli còn gặp khó khăn hơn nhiều những người khác. Bởi vì tiên tri Eli ngày nay đang bị truy nã toàn quốc, có đúng anh chị em? Bởi vì vua Ahab nói là hơi kẻ mà gây rối loạn. Nên vì vậy đã sai người đi tìm truy khắp mọi nơi. Bởi vì Ahab này nghĩ là gì? Cái chìa khóa để đất nước thoát khỏi nạn này là nằm trong Eli, mà nghĩ là do Eli gây nên cái họa này cho đất nước. Thậm chí ông ta còn đi tìm truy nã ông Eli cả những đất nước lân cận, có phải không anh chị em? Nên vì vậy Eli gặp khốn khó hơn rất nhiều. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, Chúa đã đưa Eli trốn trong hang núi, hang động. Và anh chị em biết Chúa sai ai mang đồ ăn đến cho Eli hàng ngày không ạ? Quạ, đúng không? Tôi đặt câu hỏi nhiều khi, Chúa sao không sai loài chim khác mà lại sai loài quạ? Quạ là loài tham ăn lắm, dành nhân nó không phải vừa đâu. Nhưng tôi nghĩ có hai điều. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng hài hước. Anh em đừng nghĩ là Chúa lúc nào khó đăm đăm nhé. Anh em, Chúa làm nhiều cái cũng khiến chúng ta tò mò. Chúa là đấng hài hước. Và cái điều thứ hai ấy, Chúa làm điều đó để cho người ta biết chắc chắn là chính xác là Chúa chăm sóc cho tôi, tới Chúa. Có phải không anh chị em? Loài quạ mà tự nhiên nó không thể ăn thịt được, nó phải nhả cho Eli thì biết rồi đấy. Anh chị em, đến lúc cái khe suối nơi ông trú ẩn nó cạn nó, thì Chúa lại sai ông đến nhà một người đàn bà quá, cũng không phải là nhà quan quyền hay nhà giàu có gì đó. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn cho người ta biết đó là Chúa chăm sóc chứ không phải là con người. Nên chính vì vậy tôi muốn nói với quý vị anh chị em thế này ấy. Nếu bạn có gặp hoàn cảnh khó khăn như Eli ấy, hạn hán rồi bị đơn độc cô lập, anh em, Chúa có thể cung ứng cho bạn trong cả những thời kỳ khó khăn nhất. Và khi con kênh này, khi mà suối nó cạn ấy, Chúa có thể mở những con kênh khác cho chúng ta. Nên Chúa có nhiều con đường để mà chăm sóc cho đời sống chúng ta. Anh em cứ nghĩ đến dân Israel trong đồng vắng 40 năm,
đâu có trồng trọt, đâu có làm ăn gì được trong đồng vắng, có phải không anh chị em? Nhưng 40 năm đó Chúa đã cung ứng cho họ một cách siêu nhiên. Mana từ trời, nước từ vầng đá, chim cút chú lùa đến. Có lần tôi ngồi tính thử, dân Israel khoảng 3 triệu người, trên 3 triệu người đi. Và họ tính là hơn 600 người đàn ông có thể cầm binh khí được không? Nên đàn bà trẻ con, người già, các thứ thật là có đông lắm. Và anh em tưởng tượng một ngày một người trong đó mà ăn khoảng nửa cân lương thực đúng không? Thế anh em tưởng tượng 3 triệu người, một ngày bao nhiêu những chiếc xe container phải chở đồ ăn đến. Phải không anh chị em? Đến lúc Chúa cho ăn chim cút ngập răng mấy tháng trời, ăn đến mức là lòi ra cả lỗ mũi. Anh em một người mà đang thèm thịt ăn một ngày, chơi hẳn nửa cân đúng không? Thịt nướng chơi hẳn nửa cân. Anh em hồi chúng tôi bên Nga thế, sang Nga là đầu tiên mình đói ăn quá, thấy người ta bán thịt nướng. Thông thường người ta cứ mua khoảng 2 lạng gì đó thôi, mình chơi nửa cân luôn. Tò hàng ăn có cái món gọi là vataroi, món ăn chính đấy. Người ta chỉ ăn một cái món đó thôi, mình là chơi 2-3 đĩa liền. Tây lắc đầu vào hội này sao nhỏ mà nó ăn nhiều thế. Em tưởng tượng vào 3 triệu người như vậy thì không biết bao nhiêu tâm thịt. Mấy tháng trời như vậy. Nên hỡi quý vị anh chị em, là không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời. Nên tôi có đức tin đó, là nếu mà phải làm rung chuyển trời đất để cung ứng cho bạn, Chúa sẽ làm rung chuyển trời đất để cung ứng cho bạn. Nếu một cân gạo đến lúc giá bằng một cân vàng, Chúa sẽ có đủ gạo cho bạn ăn. Chúa không nói là đắt lắm, bớt phần khẩu phần của nó đi. Nếu nhà ở có giá cao đến đâu, đắt hơn cả Tokyo hay đâu đó đi, anh em Chúa sẽ cho bạn nhà để ở. Nên khi bạn tin điều đó, bạn mới có thể giao sự lo lắng cho Chúa. Bạn có thể đến tin cậy Chúa để Chúa có quyền hợp pháp chăm sóc cho đời sống của bạn. Anh em tôi đọc về đời sống của ông gọi là George Mueller. Ông là một mục sư ở tại Anh Quốc. Và trong 68 năm ông làm chức vụ, ông tin cậy Chúa hoàn toàn. Và qua đời sống ông đã nuôi khoảng 10.000 trẻ mồ côi nhé. Ông không bao giờ trực tiếp đi đâu để kêu gọi tài trợ xin tiền cả. Nhưng trong suốt mấy chục năm như vậy, cả 10.000 đứa trẻ như vậy, ông không thiếu cái điều gì. Có những phép lạ nó đến, đúng là không bao giờ đến quá chế, đến luôn luôn đúng giờ. Nên anh chị em ạ, Chúa nuôi được 3 triệu người trong đồng vắng, không làm ăn, không trồng trọt gì 40 năm trời như vậy. Thì một mình bạn không là cái gì đâu. Bạn bảo con còn vợ, còn 5 đứa con, chả là cái gì cả. 3 triệu người mà 40 năm mà. Nên hỡi quý vị anh chị em, Chúa có thể chăm sóc được chúng ta, Chúa có thể cung ứng cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh nhé. Nên hỡi quý vị anh chị em, tôi muốn nói cái điều này. Khi bạn gặp những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí do người khác hoặc do chính bạn, tôi sẽ nói Chúa có thể cung ứng cho bạn. Tôi muốn làm chứng cái điều này. Anh chị em, hồi tôi nhớ là khi mà tôi chuẩn bị làm đám cưới bên Nga, lúc đó tôi đã kiếm tiền dồn để chuẩn bị làm đám cưới khoảng được 4.000 đô la. Hồi đó là năm 1997, bên Nga cũng là nhiều tiền đấy. Nhưng mà anh chị em, sau đó là năm 1997, trên thế giới và tại Nga đặc biệt gặp khủng hoảng. Và tự nhiên là đồng rút mất giá gấp 4 lần. Và cái số tiền của tôi là người ta nợ tôi, những cái tôi đi giao hàng cho những cái quán ăn người Việt Nam, người ta nợ tôi cái số tiền khoảng 4.000 đô la bằng tiền rút. Và bây giờ khủng hoảng đến 4.000 trở thành 1.000. Mà thậm chí 1.000 bây giờ không còn nữa. Nhiều người bắt đầu té nước theo mưa và khủng hoảng không có tiền trả. Mặc dù có trả và bây giờ mình làm thế nào, chẳng hạn mình đi đánh nhau người ta. Nên thành ra cuối cùng là gần như là mình mất sạch. Và anh chị em tôi nhớ một hôm tôi đi dịch trường Kinh Thánh, trong cái giờ cầu nguyện, tôi đã hỏi Chúa là Chúa ơi, không biết con có phạm tội gì với Chúa không mà tự nhiên sao tiền tạc mất sạch như vậy? Tại sao con lại gặp hoàn cảnh này? Con là người tôi tớ của Ngài, hầu việc Ngài, tại sao chuyện này lại xảy ra với con? Anh em, khi tôi nói điều đó, hỏi Chúa điều đó, Chúa không nói là nguyên nhân tại sao tôi mất, mà tự nhiên Chúa nói tôi một lời như thế này, đó là ta là cơ nghiệp, ta là của báu của con. Chúa cho tôi một lời như thế. Và anh chị em ạ, sau đó tôi nhớ là vì hoàn cảnh chúng tôi buộc phải về Việt Nam để lấy giấy tờ chứng minh là
là mình độc thân để sang kết hôn. Và Chúa đã làm phép lạ để tôi có rất ít tiền và tôi vẫn về Việt Nam được lúc đó. Tự nhiên cái lúc tôi định về thì tự nhiên vé nó giảm gấp 4 lần. Trời, thì quá rẻ, tôi mua được vé. Về Việt Nam tôi còn rất ít tiền nhưng tôi đủ đi được miền Nam, miền Bắc, đi đủ công việc gia đình, công việc cá nhân tất cả. Nên tôi mới chiêm nghiệm là đồng tiền được phước cũng rất hay. Ít nhưng làm được nhiều. Còn tiền không được phước nhiều nhưng chả làm được mấy. Tôi biết có những người đi nước ngoài về, bao nhiêu tiền về, cuối cùng là gia đình cãi nhau ầm ĩ luôn. Ở nhà nọ thì ông anh kia ghen, ở nhà kia thì bà chị kia bực tức. Cuối cùng ra ở khách sạn ở, không ở nhà ai cả. Còn mình ít tiền mà mình làm đủ được các thứ việc. Thế đúng đồng tiền được phước khác. Và do đó anh chị biết không, khi tôi sang Nga, tôi chỉ còn đúng khoảng 10 đô la. 10 đô la cuối cùng lên sứ quán để mà đăng ký kết hôn lúc đó phải nộp lệ phí 10 đô la. Thế là hết sạch tiền. Số không tròn trinh. Sau đó thuê nhà chả thuê được nữa. Thật, chúng tôi ở đó là trước đó có mấy vụ khủng bố. Có cả những cái tòa nhà 8 tầng, cả xe tải thuốc nổ nó cho bay cả tòa nhà đó đi. Nên dường như là người Nga cứ nhìn thấy người nước ngoài là tiềm năng khủng bố hết. Nhìn thấy ông nào người nước ngoài cũng thấy cảnh giác. Nên thành ra cái ông mà trước kia là phụ trách cái ký túc xá mà trước đó chúng tôi học ở đó, ông hứa là mày lấy vợ sang đây lấy vợ, tao sẽ cho mày thuê một cái căn phòng riêng. Còn thông thường người Việt chúng tôi cứ phải giống ghép chung rất đông người với nhau. Nhưng bây giờ ông nói là gì? Hoàn cảnh này tao không dám cho thuê nữa, không cho người nước ngoài thuê nữa. Và cuối cùng là không tiền, không nhà, chả có cái gì cả. Nhưng anh chị em ạ, chính Chúa đã đẩy tôi vào hoàn cảnh đó. Chúa cho phép hoàn cảnh đó xảy ra. Để anh chị em ạ, để thực sự là Chúa bày tỏ một điều, Ngài là cơ nghiệp của chúng ta. Ngài là sản nghiệp của chúng ta, Ngài là đấng chăm sóc cho đời sống của chúng ta. Anh chị em tôi cứ suy nghĩ với cái lời này. Anh chị em đôi khi một lời Chúa nói ấy, nhiều khi nó có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn lắm. Anh chị em có lần Chúa nói với tôi cái điều này ấy, là khi tôi có tiền mà mấy người đến sống nhà tôi ở tại bên ký túc xá bên Nga, tôi chỉ chăm chăm tìm đuổi cách họ đuổi đi, bởi vì họ sống cùng phòng mình không chỉ gây khó chịu cho mình. Tuy nhiên cả một cái phòng sinh viên mình học hành như vậy mà tuy nhiên có mấy chục ông ở, cả có những thời điểm còn 20 ông lộc ngộc ở đó. Rồi sáng dậy thì ông thức giờ này, ông thức giờ kia, ông chùm đầu góc nọ, ông chùm đầu góc kia cùng đầm bầm bầm bầm. Tuy nhiên mình cảm thấy mệt muốn ngủ thêm không ngủ được. Rồi sau đó là gì, hàng xóm mấy cậu Ả Rập, mấy thằng Hồi giáo thì nó lại lên kiện. Lên trên trưởng khoa kiện bảo, tuy nhiên cái bà trưởng khoa bảo, bà hỏi là bọn mày làm cái gì mà tuy nhiên sao chúng nó kiện cáo bọn mày thế. Bởi vì công nguyện âm âm. Và anh chị em không chỉ như vậy mà đến lúc là gì? Là nhiều khi tiền bạc mình cứ cạn dần, lúc đó tôi có một ít tiết kiệm tiền nó cứ mỏng dần. Một cuốn đô la này nó cứ mỏng dần mỏng dần. Chắc Lâm cũng biết, có biết thầy đó không? Thế tôi nghĩ cách. Nghĩ trong lòng làm cách nào mà trục xuất hết hội tin Chúa này đi. Thì tôi suy nghĩ đó thì một cái lời Chúa đến nói là ai trong các con mà có cuộc cải đời này thấy nghe mình cùng túng và chặt dạ thì làm sao tình yêu Đức Chúa Trời ở trong lòng người đó được. Anh em tôi cầu nguyện, tôi thấy câu kinh thánh đó hiện trước mặt mình như ai đó viết trên tường trước mặt tôi như vậy. Anh cũng thấy câu kinh thánh đó trước mặt. Và đến lúc tôi hiểu, ô Chúa cáo trách mình. Và lúc đó tôi nói với Chúa là thôi Chúa, con không đuổi mấy người này đi đâu. Và lúc đó câu kinh thánh nó bay đi. Nhưng anh em, cách bây giờ tôi suy nghĩ tới cái câu kinh thánh đó, ô, tôi thấy câu kinh thánh đó cực kỳ hay. Không chỉ là Chúa dạy tôi để mà làm sao lòng tôi mở rộng ra hơn, nhưng ở đó câu kinh thánh đó lại nói là gì? Ai có cuộc cải đời này, ô, tôi trực tỉnh ra Chúa coi mình là người có cuộc cải đời này. Tự nhiên mình, ô, mình là người thành vượng. Thế tuyệt vời quá. Nên ngay cả câu kinh thánh mà Chúa nói là gì? Ta là cơ nghiệp của con. Anh em tôi suy nghĩ cái câu đó không chỉ là Chúa là đứng cung ứng cho tôi đâu, và tôi đọc những câu, cái lời đó Chúa nói cho những người Lê Vị. Chúa nói là gì? Họ sẽ không có sản nghiệp giữa anh em mình, nhưng mà ta sẽ là sản nghiệp của họ. Ta chính là tài sản của họ, ta chính là của họ. Và thực sự là chúng tôi nhớ là thực ra chúng tôi thấy cái điều đó. Có lúc chúng tôi nghĩ là gì? Dùng cách của mình, chúng tôi đã từng bị mất tiền bạc chứ. Có cái thời hồi chúng tôi bên Nga cũng có thời mất mát, rồi có những lúc mất mát nữa. Anh chị em, 4 lần mất mát như vậy là tự nhiên chúng tôi tỉnh ra. Tôi nói ta là sản nghiệp các con, chứ các con đừng nghĩ là bởi sự khôn ngoan các con mà kiếm tiền, kiếm nọ, kiếm kia. Nên anh chị em, Chúa là đấng thực sự là đấng tốt lành, Chúa là đấng nhân từ. Nên đến lúc chúng tôi làm đám cưới được,
Mà thậm chí sau đám cưới của chúng tôi, tất cả mọi nợ nần hết sạch, không còn nợ nần gì nữa. Và từ đó đến nay chúng tôi chưa bao giờ phải sống trong cảnh nợ nần. Đúng là Chúa là cơ nghiệp, Chúa là sản nghiệp thật. Nên chính vì vậy, nếu mà quý vị anh chị em đang gặp những sự khó khăn, như lời Chúa nói, hãy trao mọi sự lo lắng mình cho Chúa. Hãy quẳng sự lo lắng mình cho Chúa, để Ngài có quyền hợp pháp chăm sóc cho đời sống chúng ta. Có thể bạn nói vậy tôi trao quẳng bằng cách nào? Anh chị em trong Kinh Thánh nói là qua sự cầu nguyện đấy. Chúng ta đọc trong sách Philip nha, Philip đoạn 4 câu 6 đến câu 7. Philip đoạn 4 câu 6 câu 7 có nói như thế này là đừng lo lắng gì cả. Anh chị em không có nghĩa là chúng ta không tính toán gì cả, nhưng sự lo lắng á là thực ra một cái hoàn cảnh nào đó đến, tự nhiên bắt đầu nỗi sợ nó đi đằng sau cái điều đó, nó chen vào tâm trí chúng ta. Sự lo lắng nó làm cho đời chúng ta ngắn lên, nó không làm chúng ta đời dài thêm một khắc nhưng còn ngắn đời chúng ta hơn. Nó làm chúng ta mất tỉnh táo, nó hại đời sống chúng ta. Nên Chúa nói là đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Nên lời Chúa nói là chúng ta hãy khước từ, đừng cho cái nỗi sợ đứng đằng sau cái hoàn cảnh đó nó xâm nhập vào tâm trí chúng ta, làm tê liệt đời sống chúng ta. Và cái điều thứ hai là qua sự cầu nguyện hãy trình dâng những cái điều đó cho Chúa. Có những nan đề thậm chí bạn phải nài xin, thậm chí bạn kiêng ăn cầu nguyện. Như tôi đã từng có những lúc tôi phải kiêng ăn cầu nguyện. Và khi bạn quẳng cho Chúa thực sự thì lúc đó Kinh Thánh nói là sự bình an đến trong lòng. Tôi đã từng gặp những nan đề như vậy, khi tôi dâng cho Chúa thực sự sự bình an đến trong lòng. Sự bình an dường như là gì, mình không còn sợ nữa. Thậm chí mình quên mé cái điều đó đi. Mình không còn nhớ đến điều đó nữa. Coi như không có. Và một thời gian sau chúng ta mới thức tỉnh ra, ồ hóa ra Chúa chăm sóc mình tất cả. Nên trao cho Chúa bằng sự cầu nguyện. Trong Matthew đoạn 6 cũng là một câu kinh thánh khi mà Chúa Jesus dạy về sự cầu nguyện cũng tương tự như vậy. Matthew đoạn 6 câu 7 đến câu 8 nói như thế này. Là khi các con cầu nguyện đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại. Vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ vì cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Đoạn kinh thánh này nói với chúng ta là Chúa biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin Chúa, có đúng không anh chị em? Và đôi khi có những người hỏi thì Chúa biết rồi thì còn cầu xin làm gì? Chúa biết rồi nhưng chúng ta phải cầu nguyện thì Chúa mới có quyền hợp pháp tham gia vào đời sống của chúng ta. Thế chính vì vậy Chúa nói là không cần phải nói sáo rỗng đâu. Thế nhưng đôi khi có những mục sư nói cầu nguyện hay lắm. Tôi thấy mục sư mừng đấy, cầu nguyện hay lắm. Tất nhiên cầu nguyện hay rất tốt, có đúng không anh chị em? Anh chị em ạ, thực sự là Chúa tạo nên cái đẹp, Chúa tạo nên cái hay. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta thật lòng trong đó. Đừng sáo rỗng trong đó, mà thực sự lòng trong đó. Nên nếu bạn không nói hay được như mục sư mừng, không sao. Đến nói Chúa không cần kính thưa kính gửi gì cả. Không cần mở bài, kết luận giả đi vào thẳng thân bài luôn. Là Chúa ơi, con cần như vậy, ngày mai không có tiền là chuyện này chuyện kia xảy ra. Nói như vậy chú rồi. Anh cho tôi nhớ là hồi bố tôi, hồi nhỏ tôi vẫn ấn tượng cái điều, có lần bố tôi cúng á. Ông tự nhiên ông đọc cái bài sớ thì. Ô, tự nhiên tôi thấy ông đọc hay lắm chứ. Ông kính thưa ông đó, ông kia, tôi bây giờ không nhớ lắm, nhưng mà kính thưa mấy cụ mấy đời á. Nhưng tôi biết là bố tôi chẳng quan tâm gì, cái chả hiểu gì mình đọc. Mà ông đọc thấy con ruồi, ông lại rất là say mê. Đấy, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện đừng như cúng như vậy nhé. Cầu nguyện hay rất tốt, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải hiểu cái gì chúng ta cầu nguyện. Nó phải thành thật với Chúa. Mà cũng không cần phải dài lời đâu. Bởi Chúa biết hết rồi, có đúng anh chị em? Nói để cho Chúa có cớ hợp pháp tham gia đời sống chúng ta. Thế chính vì vậy giờ phút này chúng ta đứng dậy, chúng ta đến cầu nguyện với Chúa nhé. Nếu anh em có vấn đề gì trong đời sống, tôi biết trong đời sống chúng ta không chỉ về tài chính đâu. Tôi biết có những người có những nỗi lo về con cái, tự nhiên bên ngoài thanh niên nó hư hỏng quá, tự nhiên con mình bắt đầu đến tuổi lớn lớn rồi, bắt đầu có dấu hiệu này dấu hiệu kia. Em lo về con cái, anh em hãy nói với Chúa. Đôi khi bạn có thể thấy ôi vợ mình, chồng mình dạo này có cái dấu hiệu gì đó thế này thế kia, hãy nói với Chúa. Anh em có thể nhìn thấy công ty của mình bây giờ tự nhiên công việc khó khăn, bắt đầu sắp tới là họ cắt giảm nhân sự, cắt giảm người làm việc. Và đôi khi mình bảo không biết mình có trong danh sách bị đuổi không đấy. Hãy nói với Chúa. Nên vì vậy hãy nói với Đức Chúa Trời tất cả những gì mà bạn suy tư, bạn gánh nặng trong lòng của bạn. Nên giờ phút này chúng ta đến cầu nguyện nhé.
Theo đó chúng ta đến làm tiệc thánh cùng nhau. Chúa ơi, Chúa con đến trước ngôi ngài. Thánh Linh ơi, xin giúp chúng con để cho con đến trước ngôi ân điển của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu mà rồng huyết máu của ngài. Chúa xin giúp cho chúng con để cho con nói tất cả những gì cho con đếm trải cho Chúa. Để cho con cởi mở, để cho con như con đi cùng Cha, để cho con quẳng tất cả những gánh nặng của chúng con lên cho ngài. Bởi vì ngài hay săn sóc chúng con. Chúa xin bày tỏ cho chúng con để chúng con nhận biết chân lý này, để chân lý này in thấu vào lòng chúng con, trở thành một phần trong cuộc đời chúng con. Đó là Chúa là đấng hay săn sóc, Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng yêu thương chúng con. Ngài muốn tham gia vào đời sống chúng con, ngài muốn giúp đỡ chúng con. Chúa ơi, ngay cả những sai lầm tội lỗi của chúng con cũng không lớn hơn ân điển của ngài đối với cuộc đời chúng con. Chúa ơi, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.